Đau lưng, nhức mỏi đến mấy cũng chỉ cần một nắm lá đinh lăng là khỏi dứt điểm, không tốn tiền thuốc. Cách 1. Dùng lá đinh lăng để chữa đau lưng, đau khớp. Để thực hiện bài thuốc này, chúng ta cần chuẩn bị khoảng 40g lá đinh lăng tươi đã rửa sạch. Ngoài ra các bạn có thể chuẩn bị thêm chày cối và một ít băng gạc. Cách thực hiện bài thuốc này như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng dao thái lá đinh lăng thật nhỏ. Điều này giúp việc giã nát sẽ dễ dàng hơn. Trong lá đinh lăng chứa nhiều thành phần hóa học, bên trong bao gồm các loại axit amin cực kỳ quan trọng như methionine, lysine, cysteine, các loại alkaloid, vitamin B1, saponin, flavonoid, glucosid và tannin rất tốt cho những người bị bệnh đau lưng, đau khớp. Tiếp đến, các bạn cho toàn bộ lá đinh lăng đã thái nhỏ vào trong cối và giã nát. Sau khi giã nát, các bạn dùng lá đinh lăng này để đắp lên trên vùng lưng bị đau hoặc ở những vị trí khớp bị đau. Các bạn đắp nhiều lần trong ngày đến khi tình trạng đau nhức được cải thiện. Rất đơn giản phải không nào? Cách 2. Dùng thân và cành cây đinh lăng. Ngoài lá, thân cành của cây đinh lăng cũng có tác dụng rất tốt đối với những chứng bệnh đau lưng nhức mỏi, đau nhức do thấp khớp. Để thực hiện theo công thức này, các bạn cần chuẩn bị 20-30g thân hoặc cành đinh lăng tươi đã rửa sạch và để nguyên vỏ. Đầu tiên, thân và cành các bạn đem thái thành những lát mỏng hoặc các bạn cũng có thể chặt thành những đoạn nhỏ. Tiếp đến, các bạn cho toàn bộ số thân cây đinh lăng vào trong nồi, đổ thêm khoảng 500ml nước lọc và đem đi đun sôi. Các bạn sắc nước thân cây đinh lăng trong khoảng 10 phút thì bắc ra và để nguội. Nước thân đinh lăng này các bạn chia uống làm 3 lần trong ngày, uống đều khoảng 10-15 ngày, chứng bệnh đau lưng của bạn sẽ biến mất. Ngoài ra, các bạn có thể phối hợp thêm với rễ cây xấu hổ, cúc tần và cam thảo dây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.